Nè, nói nghe nè. Hôm nay tiếp tục kể chuyện ma cho các bạn nghe. Kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam, đây là kỳ thứ 335. Trước khi kể những câu chuyện ma mà các bạn gửi về cho Việt Thảo, và Việt Thảo đọc lại cho mọi người cùng nghe. Cho phép Việt Thảo được cảm ơn một em đã gửi donate cho kênh YouTube Việt Thảo 2 đô la, 2 USD. Với lời nhắn như thế này. Đó là em Hậu Trần. Con chào bác Thảo. Hôm nay con xin đóng góp 2 USD cho kênh Youtube của bác. Con rất thích xem bác ăn uống và kể chuyện ma bác ạ. À. Bác ơi, của ít lòng nhiều nha bác. Dù số tiền này không nhiều, nhưng đó là tấm lòng của con dành cho bác. Mong bác đừng chê ạ. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi trả lời em một chút trước tâm lòng của em. Cái việc mà donate hay là support hay là hỗ trợ cho kênh YouTube của Việt Thảo là do chính các bạn đề nghị ra. Và Việt Thảo không có đòi hỏi một cái sự donate hay là support hay là hỗ trợ đó là bao nhiêu. Nó là thể hiện tấm lòng cũng như có người đi vô chùa cúng dường cho Tam Bảo. Ít tiền quá, ngại. Có những lần tôi làm chương trình văn nghệ trong chùa người ta cúng dường đưa cho tôi để tôi bỏ vào thùng Tam Bảo. Cứ ngại hoài thấy nó ít. Tôi mới trả lời như thế này. Cái tiền cúng dường là tấm lòng không có tính bằng con số có khi một người người ta cúng dường cả ngàn đô la chưa chắc cái công đức lớn bằng cái người cúng dường chỉ có một đô la tại vì có thể cái người có một ngàn đô la đó họ có trong account trong nhà băng trong công của họ hàng chục ngàn hàng trăm ngàn trong khi cái người cúng dường một đô la có khi họ đang thiếu nợ họ không có tiền đóng tiền nhà cho nên mình không dựa vào cái con số để cho thấy cái tấm lòng cúng dường đó nhiều hay ít. Và đối với việc Thảo, cái sự cúng dường tâm bảo, như đã nói không tính bằng con số, và nó đều giống như nhau cả, và nó thể hiện tấm lòng. Nói về tấm lòng, cái người cho một đồng có khi tấm lòng còn nhiều hơn người cho một ngàn nữa. Tôi mượn câu chuyện này để cảm ơn em Hậu Trần và em đừng có ai nái hay đừng ngại. Ở đây tôi nói chuyện không phải chỉ để nhằm mục đích sách động hay khuyến khích mọi người cho tiền Việt Thảo. Nhưng mà nói chuyện một cách khách quan thôi. Đâu phải ai cũng cho đâu. Cho nên ngay cả con hay cháu đây cho hai đồng cũng đã là cho rồi. Mình không thể so sánh với người cho 100 đồng hay 50, 30. Mỗi người có hoàn cảnh kinh tế khác nhau. Đây là tấm lòng. Và đã nói tấm lòng thì không tính bằng con số. Xin được cảm ơn. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào. À xin lỗi cũng phải cảm ơn luôn. Các bạn đang nồng nóng nghe chuyện ma mà tôi đang lòng vòng để cảm ơn một người. Tôi cũng cảm ơn các bạn đã chịu khó lắng nghe và cho phép tôi cái thời gian này. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ. Một ngàn. Kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam thì kỳ thứ 335. Mà chuyện bình lề là 1.276 Đây là chuyện bình lề với Việt Thảo Xin kính chào quý vị và các bạn Đây là bức thơ mà Việt Thảo nhận được vào ngày 9 tháng 6 năm 2020 Với cái, cái subject tức là cái cái đầu tiên vô để liền cần bác Thảo chỉnh sửa. Không có chỉnh sửa gì hết. Của ai cũng đều đọc hết. Sửa là để cho uh, chữ nghĩa cây văn, câu văn gãy gọn thôi. Chứ nội dung Việt Thảo không có sửa. Hê nô no, bác Thảo. Viết rõ ràng nha, tiếng Việt nha. Hê nô bác Thảo. Đầu thư cho con xin được gọi bác Thảo là bác sĩ gây mê ạ. À. Ú chà. Cứ mỗi lần mở kênh youtube chuyện ma của bác là trong vòng chưa tới 10 phút là con ngáy o o công nhận hay thiệt luôn đó bác. Thôi cho con xin phép giới thiệu về bản thân con ạ. À. Con tên là Quý hiện đang sống và làm việc ở Australia. Con năm nay 32 tuổi. Sorry bác là lâu lắm rồi con mới viết lại tiếng Việt có dấu. Không biết có đúng chính tả hay không. Nếu có gì sai sót mà bác chỉnh sửa lại giúp con giới. Con có vài câu chuyện ma ngắn để đóng góp vô chuyện bên lề của bác Thảo. Chuyện ma của con chưa gửi ở bất kỳ trang web nào và con chỉ kể cho bạn con nghe thôi. Câu chuyện như thế này. Năm 1996 thì lúc con còn sinh sống ở tại huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Năm đó thì con đang theo học tại trường tiểu học Kim Đồng. Và cũng vào năm đó thì trường con xây dựng lại trường mới. Cho nên không thể nào đóng cửa hết trường học để mà xây dựng trường phải có chỗ cho học sinh đi học trong thời gian xây dựng thì trường mới chừa lại một cái dãy phòng cái dãy phòng đó để cho học sinh có thể đi học bình thường trong khi trường vẫn tiếp tục để mà sửa chữa xây dựng thì phía đằng sau cái dãy phòng mà học sinh đi học đó nó có một cái nhà xác của cái bệnh viện chuyên là để chứa những người đã chết xác chết của những người đã chết thì lớp học của con nằm kế ở bên cái nhà xác đó. Vào giữa cái năm học kỳ lớp 3, khi mà học xong nửa buổi học, thì học sinh quá giờ ra chơi. Thường thường học sinh ra chơi là đi ra chơi hết, rồi khi nào có trống có chuông gì đó thì mới trở vào để mà học tiếp. Nhưng mà không biết bữa đó làm sao mà con lại không có ở chơi lâu mà lại vô lớp sớm không có ai trong lớp hết rồi sau khi hết giờ ra chơi thì tất cả các bạn lớp của con mới vào trong lớp học để chuẩn bị đồ dụng cụ học tập thì lúc đó mới phát hiện là có bạn mất cây thước có bạn thì mất cây viết có bạn thì mất cục gôm nói chung là có nhiều bạn bị mất đồ phải nói là ít nhất cũng 6 hay 7 bạn vậy đó. Lâu quá rồi con không có nhớ rõ, chỉ biết là nhiều người. Thì sau khi cô con vô lớp, thì thấy chuyện là có nhiều người bị mất đồ như vậy. Cô mới hỏi là em nào vô lớp học đầu tiên hôm nay trong giờ ra chơi? Hay là sau giờ ra chơi? Thì con cũng thiệt thà con đứng lên con nói dạ em thưa cô Thế là cô coi như giống như tra khảo con có lấy đồ của các bạn trong lớp không vậy. Thì con cũng thật thà con có sao nói vậy. Con nói dạ con vô lớp nhưng mà con không có lấy. Thì cô mới nhờ mấy bạn khác lục xót cặp của con. Rồi khám xét cái chỗ ngồi của con. Coi coi con có lấy đồ của mấy bạn đó và giấu trong cặp hay ở chung quanh không. Thì không thấy cái gì hết tưởng vậy rồi thôi cổ lại còn hỏi cứ bằng rặn hỏi đó là em cứ nói thiệt đi em có lấy đồ của các bạn rồi em đi giấu ở chỗ nào khác không nói thiệt đó bác con thấy thiệt là ngộ luôn đã lục hết cái này đến cái khác rồi dò xét chung quanh đã không có thì đâu phải con lấy đằng này cô gần như là cứ một hai là đổ lỗi cho con lấy à rồi cuối cùng không có gì hết rồi thôi rồi qua ngày hôm sau cũng là con vào lớp học đầu tiên luôn mà công nhận lúc đó con ngây thơ thành ra rốt cuộc lại bao nhiêu tội lỗi cứ đổ lên đầu con hôm đó con chạy vô bỏ cặp trong lớp xong là con chạy ra căng tin mua bánh với mua nước uống xong rồi chạy đi chơi với bạn thì bạn lại là bạn khác lớp tầm khoảng năm mười phút sau thì có đứa bạn kế bên lúc con nó nói ê lớp mày có ma đó mày biết không mà lúc đó thì thật sự con đâu có biết ma cỏ là gì đâu con hỏi nó rồi sao nó mới nói mày chạy về lớp đi rồi mày biết lúc con chạy về lớp thì con thấy phòng học của con sao mà nó xanh lè hết rồi có thêm mấy cái dấu chân từ hơn nửa bức tường mà đi lên trên nóc của trần của nhà của lớp học. Mà trần nhà lớp học con nó cao lắm tầng, tầm khoảng là 3 hay 4 thước gì đó. Phải nói đó là lần đầu tiên con tiếp xúc về vấn đề tâm linh, không hiểu tại sao cái phòng học nó xanh lè mà nó có những dấu chân kỳ lạ như vậy nữa. Đó là chuyện thứ nhất của con. Đây là cái câu chuyện thứ hai, nó xảy ra vào à, cái mùa hè, thì năm đó con học lớp 4. Thì có cái chú đó ở xóm con, à, chú đi lập nghiệp, nhưng mà đi lập nghiệp tuốt ngoài Bắc Lận. Rồi một hôm thì chú đó ông bị xỉn, ông nhậu, ông xỉn, rồi ông đi ngang qua một cái nghĩa địa để đi về nhà. Thì trong khi trên đường về nhà mà phải qua cái nghĩa đó nghĩa địa đó thì ông có đi ngang qua một cái mộ. Cái mộ đó nhìn thấy có cái hình một cô gái chết còn rất trẻ. Ông nhìn vô cái mộ đó, ông nói sao mà em dễ thương quá, còn trẻ gì mà chết uổng quá vậy. Phải chi nếu em mà còn sống thì anh xin nhà anh cưới em liền. Ông nói như vậy thì không hiểu sao tối hôm đó ông về nhà, ông bị cô gái đó nhập. Rồi vậy đó mà ông đi bộ từ ngoài Bắc về tới nơi con ở luôn. Mà con ở tuốt ở trong Long Khánh. Phải nói khi về tới Long Khánh thì lúc đó phải nhờ tới hai thầy mới trục xuất cái dông người đó mới thoát ra khỏi chú đó. Còn đây là câu chuyện thứ ba Câu chuyện này xảy ra khi con rời Việt Nam và đặt chân đến Úc. Đó là vào năm 2006 hay là 2007 gì đó. Lúc đó thì con đi chơi với đám bạn con, trong nhóm thì có 5 người đi đánh banh. Thì đi về lúc đó cũng tầm cỡ 5 6 giờ chiều rồi. Anh con với hai đứa kia thì đi phía trước, còn với thằng bạn thì đi sau. Lúc đó đang đi trên đường Gladstone Street. Khi đi thêm một chút nữa là gặp cái cái vòng xoay tức là giống như cái bùng binh vậy. Cái vòng xoay để xoay xe chạy tới đó thì nó không có chạy thẳng được. Ngay giữa nó có trồng hoa, trồng cỏ rồi một cái tròn như thế này người ta phải chạy vòng. Thì khi mà vừa qua cái vòng xoay đó mà đi thêm một chút nữa là tới nhà gia đình con đang thuê. Thì trong khi đi trên đường Glass thì ở đó có cái apartment mà kế bên cái apartment đó có trồng 4 hay 5 cây cổ thụ lớn lắm. Còn với đứa bạn con đi phía sau thì thằng bạn con nó hỏi mày có biết hút thuốc không? Con nói con không có biết. Hai thằng vừa đi vừa nói chuyện chơi thì lúc đó tự nhiên thấy có một bà Tây. Bà Tây này bà bận nguyên một bộ đầm màu trắng mà bà đi ra từ hướng mấy cái cây cổ thụ đó. Thì lúc con với thằng bạn con đi con đâu có thấy bà đứng đó đâu. Thì tự nhiên bà đi ra bà hỏi, do you have a cigarette? Tức là mày có thuốc không? Thì con mới trả lời bà là, no, I don't smoke. Tức là không, tao không có thuốc. Mà lúc đó con mới qua nữa, đâu có biết tiếng Anh đâu mà trả lời bà như đúng rồi vậy. Xong con mới quay qua hỏi bạn con, mày có thuốc không cho bà ăn điếu. Mới đầu thì thằng bạn con nó đứng bỡ ngỡ xong một lúc sau, nó mới nói không có. Con quay qua con nói với bà, we don't have cigarette, rồi con với thằng bạn đi về. Vừa qua cái dòng xoay đó, thì không hiểu sao tự nhiên con té cái ạch. Không có lý do gì để mà con té được, vậy mà con té. Rồi một lát sau về tới nhà, thì thằng anh con nó hỏi Hồi nãy mày làm gì mà mày nói chuyện con mình vậy mày? Con mới nói là hồi nãy có bà kia xin thuốc hút. Xong rồi con quay qua thằng bạn con nói Nãy mày thấy bà Tây xin thuốc không thì mày Thì mày nói cho anh biết đi Nó trả lời là có Vậy mà anh con Thấy là con đang đứng nói chuyện một mình mà không có ai hết Rồi qua ngày hôm sau thì thằng bạn đó cũng đi chung với con Nó mới kêu con đi mua thuốc đi rồi mình đi lại cái chỗ mà mình gặp cái bà Tây đó Thì mình đến đó có gặp bà và con có mời bà điếu thuốc Thì khi tới đó con gặp bà con mời bà hút thuốc Thì khi mời xong rồi Con mới say qua hỏi bạn con Rõ ràng mày thấy là tao có mời thuốc cho bà Tây bà hút của nó ngang. Thằng bạn nói ủa tao đâu thấy ai đâu thì lúc đó con mới biết là mình đã gặp ma rồi. Rồi vào Tết năm 2010 thì con có qua nhà bạn con chơi và có, có kể là con gặp ma giống như là con đã thấy ở trên. Thì dưỡng của bạn con nói phải là cái bà Tây mặc cái đầm trắng với cầm cây dù không? Con mới nói đúng rồi sao chú biết vậy? Ông nói là tao gặp rồi. <laughs> ông nói buổi tối đó ông đi nhậu về. Rồi ông có chạy ngang qua cái dòng xoay đó để đi về và gặp bà Tây, bà đi ra bà xin quá giang đi nhờ. Thấy vậy thì ông cũng cho quá giang Rồi trên đường stone đó nó có cái park. Khi mà ông vừa tới cái park, ông quay qua ông tính hỏi bà muốn đi đâu để ông trở về thì không thấy bà đâu hết. Thế là ông sợ quá, ông lủi vô cái park đó rồi ông xỉu luôn. Tới sáng hôm sau ông tỉnh dậy, ổng mới lái xe đi về đó là câu chuyện thứ ba còn đây là câu chuyện thứ tư con xin kể sơ qua về cái phòng của con trong phòng con thì con có kê cái giường nằm sát cửa sổ con cái tủ âm tủ âm nhà con thì có gắn cái cửa kiến vào một hôm thì con đang nằm chơi game thì đầu con nằm tựa sát cửa sổ Lúc đó con vô tình ngó vô cái cửa kiến tủ âm. Con bỗng thấy có cái khuôn mặt của bà Tây. Bà đang nhìn con bà mỉm cười. Rồi từ từ bà lướt tới cửa sổ. Chỉ có vậy thôi con cũng không quan tâm lắm. Tại lúc đó con đang mê chơi game. Khi mà vừa chơi hết game, hết game xong. Thì con mới nhớ sực lại. Là con mới thấy ma. Ui cha thế là con kéo cái màn cửa lại. Và con trùm mệnh lại. Con ngủ luôn. Thì khoảng vào năm 2008 hay là 2009 gì đó Thì con có về Việt Nam chơi Ở gần nhà con thì có một khu đất trống và mấy đứa xóm con Nó có rủ con chơi cầu cơ, xin số để mà chơi đề Thì trong đám xóm con có 5 đứa Trong đó gồm có con nè con ba si con hí con thảo và lộc thì lúc 12 giờ đêm thì con với đám xóm con có bày cái bàn cơ rồi bánh kẹo nhang đèn à, ở cái khu đất trống gần nhà con cách đó khoảng 10 mét thôi. Thì lượt đầu tiên là anh Hí lên trước. Thì ở ngoài là Lộc đọc câu thần chú như thế này. Hồn nào ở chốn non bồng, qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi. Dầu hồn dạo khắp mọi nơi, ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian. Cảnh tiên hạt đổi mây ngàn làm cho hồn cũng ngỡ ngàng kém vui. Cảnh tiên xa lạ bùi ngùi, sao bằng cảnh tục hồn vui với người. Đờn ca múa hát vui cười, trà thơm bánh ngọt trái tươi đại hồn. Hồn ơi hãy ghé qua đây, tâm tình trăng gió nước mây với hồn. Gió to sóng cả dập dờn, hồn đi lẻ bóng hoàng hôn một mình qua đây bè bạn thêm sinh ghé đây bè bạn kết tình âm dương hồn giàu ở mấy đường cách trở nghe lời cầu xin chớ đắn đo mấy lời tâm sự nhỏ to hồn ai qua đó thấu cho tấm lòng hoặc hồn ở bể sông ngọn suối hoặc hồn chơi bụi chuối cành đa hoặc hồn nương bóng chiều tà hoặc hồn lẫn quất la đà mây xanh hoặc hồn ở đầu gành cuối bãi hoặc hồn dầm mưa giải gió hoặc hồn dầm mưa giải gió hơi khó đọc dịch thảo đọc nguyên nha hoặc hồn ở đầu gành cuối bãi hoặc hồn dầm mưa giải gió mãi hoặc hồn vấn chích với ai hoặc hồn phiêu lãng lạc loài đâu đâu hoặc hồn ở dưới hồ sâu hoặc hồn lơ lửng bên cầu gió đưa hoặc hồn bị gió mưa dồn dập hồn lãnh lùng tràn ngập cô đơn hồn ghé lại nguồn cơn cạn tỏ hồn đừng ngại đường xa bóng nhỏ hồn cùng ta mở ngõ treo lời hồn về éo lả chơi vơi cùng ta tâm sự chuyện đời muôn năm câu thần chú bác thảo muốn đọc cũng được không đọc cũng được ạ à? dạ bác đọc rồi <laughs> lúc đầu thì không linh nghiệm lúc sau thì kêu thảo lên ngồi bàn cơ và anh hí đọc thần chú thì tự nhiên có tiếng chó sủa và có gió mà lúc tụi con chơi cầu cơ thì không có gió mái gì hết. Sau khi đọc xong câu thần chú là bắt đầu thần Thảo nó bị nhập. Mới đầu là xóm con tưởng nó giỡn, nên mới lấy cái hộp quẹt đốt thử ngón tay của nó, coi nó có giả bộ không. Nếu nó nóng là nó phải giật tay rồi, đốt khoảng cũng cỡ 20-30 giây gì đó. Nhưng ngón tay nó không hề nhúc nhích thì mọi người không có dám đốt nữa sợ phỏng nó. Thì lúc đó mới biết là nó bị nhập thiệt thì lúc đó anh ấy mới hỏi xin cho con xin cho con hỏi ngài là nam hay nữ thì cái con cơ đó nó mới dời tới cái chữ n và chữ u tức là nữ xong rồi mới hỏi tiếp ngài là thánh thần hay ma quỷ thì lúc đó con cơ nó cứ đi vòng 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 chữ thần nhưng tầm một phút sau thì con cơ nó mới di chuyển tới chữ quỷ thế là anh ấy mới dỗ tráng thằng thảo và kêu xuất rồi tối hôm đó con về ngủ. Đang nằm ngủ thì con có cảm giác là có năm cái ngón tay mà có móng tay dài thiệt dài cào lên cái tánh cả, cánh tay của con như thế này. Còn cái thằng bị nhập thì nó bị rủ đi chơi rồi nó thấy nó bị dẫn đi qua cái con sông mà dòng sông đó nó đỏ như máu vậy. Rồi còn rủ nó nhảy xuống giếng rồi cái người đó mới kêu anh ơi anh xuống đây chơi với em đi. Nhưng mà lúc thằng Thảo đang ngủ thì tự nhiên nó đứng dậy, nó tính đi ra ngoài. Cái chỗ mà tụi con chơi cầu cơ lúc tối đó. Mà ở đó nó có cái giếng nữa. Cũng may là nó ngủ chung với đám bạn của xóm con. Mấy đứa ngủ chung thấy vậy, nó mới cởi quần, lấy quần xì liếp, lấy dao, lấy bùa, dán lên người nó mà cũng không ăn thua gì hết. Thằng Thảo nó cứ đi ra, thì mọi người mới đè nó xuống, lôi nó trở lại. Nếu hôm đó thằng Thảo mà ngủ một mình thì con cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với nó nữa. Vào mùa đông của mùa World Cup thì con với hai đứa bạn con vào một cái club multi. Vô đó thì xem trận banh giữa Uruguay đá với Hàn Quốc. Tại vì trong club đó nó có nhiều cái màn ảnh tivi lớn coi đã lắm. Khi xem trận banh đó xong thì con với hai đứa bạn đi về thì hai đứa bạn con thì cũng có uống tầm khoảng hai ba ly bia gì rồi thay vì chạy gặp đèn xanh rồi đèn đỏ con quẹo phải để chở hai đứa bạn con về nhưng vô tình sau đó con lại chạy thẳng thì con thấy bên kia đường có thằng tây mặc áo ba lỗ quần sọt mà đeo tai nghe đứng nghe nhạc mà lúc đó thì trời về khuya rồi tầm khoảng 10 độ C, độ 10 độ C, lạnh muốn chết, bà đằng này mặc áo thun ba lỗ quần sọt. Thấy vậy xong rồi con chạy tới thêm một đoạn ngắn nữa thì con gặp ngã ba đường để con quay đầu xe lại. Khi quay đầu xe lại thì con vẫn thấy thằng Tây đứng đó. Rồi khi quẹo ra tới cái đường con cần đi thì con mới nói với hai đứa bạn con, trời lạnh chết mẹ, có cái thằng kia nó đứng giữa cột nghe nhạc. Thì lúc đó hai đứa bạn con nó nói Tụi tao đâu có thấy ai đâu Chắc nó đứng đợi bạn nó thôi Xong con mới gần như muốn nổi cơn lên Con nói hai đứa bạn con tụi mày không có tin tao Để tao quay đầu xe lại cho hai đứa mày thấy nè Thì hai đứa bạn con cản nó nói thôi thôi đi về đi tối rồi Rồi có lần con với bạn gái con đi từ Sydney ra tới Churros Head Thì trên đoạn đường đó phải đi băng ngoan qua một cái rừng và nó ngoằn ngoèo dữ lắm. Mà bữa đó thì lại gặp sương mù dày đặc. Với cái con đường ngoằn ngoèo và sương mù dày đặc thì không có dám chạy nhanh tại vì mình nhìn không có thấy đường. Cái tầm nhìn nó rất là ngắn. Thì con đang chạy trên đường phi quê mà đang ở trong vùng sương mù dày đặc như vậy. Lúc đó con chạy tầm khoảng 50 cây số giờ. Thì đang chạy bỗng dưng có một xe khác từ đằng sau của con đó chạy lên theo con nhắm chừng nó chạy tầm cỡ bảy chục Tại nó qua mặt con nhanh lắm Con thấy vậy nên con theo đuôi liền Con nói với bạn gái con phải nói mình hên quá Có người dẫn đường mình đi theo rất dễ chạy Nó chạy trước mình cứ chạy sau Thì con tăng tốc lên Khi con tăng tốc lên tới 70 thì nó lại tăng tốc lên tới 100. Con không dám theo. Con thấy ngộ quá nên con giảm xuống lại còn chạy đúng 50 thôi. Bạn gái con mới nói trời công nhận sương mù vậy mà sao cái người nào đó chạy như vậy thiệt là hay. Con thì con nói chắc là dân địa phương nên quen đường. Khi con viết chuyện ma gửi cho bác Thảo và con lục lại ký ức từ nhỏ cho tới con 32 tuổi, thì con mới thấy cái chuyện con kể trên nó phi lý quá. Cho dù cái người quen đường cỡ nào mà gặp sương mù dày đặc như vậy thì cũng phải giảm tốc độ, giảm tốc độ ngay cả nó cho chạy 50 cây số một giờ mình vẫn có thể chạy chậm hơn để vấn đề an toàn không thể nào con đường ngoằn ngoèo như vậy sương mù như vậy mà chạy tốc độ lên đến cả trăm cây số một giờ thiệt là hết sức vô lý vào năm 2018 thì con có về Việt Nam rồi con xuống quê bạn gái ở trà Vinh chơi cái buổi tối đó tầm cỡ khoảng 10 giờ hơn một chút rồi con với bạn con đi ngủ. Nhưng mà con không có ngủ được nên có mở chuyện ma của bác Thảo nghe để cho dễ ngủ. Mà lúc đó tay con thì đang dơ cao điện thoại để xem. Tới cái đoạn mà lúc chú bị giật mình thì lúc đó tầm khoảng 11 giờ đêm. Con đang mơ mơ màng màng thì con có cái cảm giác ai đó đập vào cánh tay con để kêu con bỏ điện thoại xuống để đi ngủ. Và con đã giật mình tỉnh giấc. Con có nói thầm trong lòng. Dạ, xin cảm ơn. Giống như có ai đó nhắc nhở con, rồi con bỏ điện thoại xuống để ngủ. Nhưng con nhìn con đâu có thấy ai. Bạn gái con thì ngủ vậy thì ai đánh tay con vậy? Còn đây là một cái bức thư khác. Việc Thảo nhận được vào ngày 8 tháng 6 năm 2020. Của Julie Huỳnh. Nội dung như sau. Kính gửi chú Việt Thảo Chồng con là một fan nghe chuyện ma của chú Ông mở hàng đêm nên con mới biết chú có chuyên mục này Chứ trước đó con chỉ biết chú là một MC cho chương trình ca nhạc ở hải ngoại thôi Sau này khi có dịp đọc qua cuốn Hành trình về phương Đông Thì con lại càng tin thế giới đó vẫn luôn tồn tại Và song hành với thế giới của chúng ta Chỉ là chúng ta chưa nhìn thấy được họ con thấy có nhiều bạn nghe đài gửi về cho chú nhiều câu chuyện tâm linh rất kỳ bí, hay và lạ. Cách họ viết và diễn đạt hay quá nên con trì quản hoài. Phần gì lời, phần gì nghĩ, viết không rõ ràng thấy lụm thụm quá nên con ngại không muốn gửi cho chú. Con cũng muốn kể cho chú nghe những câu chuyện, nó chỉ là những trải nghiệm nhỏ của bản thân con và những người quen của con. Con xin được xưng là tôi khi kể lại nha chú. Và bây giờ bắt đầu vào chuyện. Gia đình của tôi thì gốc miền Trung. Nhưng mà tôi được sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Hồi đó thì nhà tôi rất nghèo. Mẹ tôi là công nhân dệt dạ, nên được công ty cấp cho một cái phòng 30 thước vuông ở lầu 1 trong một căn nhà tập thể ở Phú Nhuận. Nói qua về nhà tập thể thì nó cũng giống như chung cư bây giờ vậy. Chỉ khác là nó là một căn nhà 3-4 tầng. Thì mỗi một tầng nó có một hai phòng. Một gia đình 4-5 người ở trong một phòng như vậy. Hồi đó thì nhà nước lấy nhà của mấy người trốn đi vượt biên xong rồi cấp lại cho các công ty nhà nước để làm nhà ở cho công nhân của công ty đó. Phải nói thời đó thường xuyên cúp điện. Nhưng mà ở khu tôi ở thì khi cúp điện có một cái đặc điểm là phòng nào ở yên phòng đó. Không có ai bước ra ngoài hết, chỉ trừ trường hợp có việc cần thiết lắm. Rồi chờ đến khi có điện lại mới ra. Lý do là gì? Hầu như ai cũng sợ ma. Tôi thì thường thấy mẹ tôi hay soạn cái mâm đồ cúng ở cúng ngay cái giữa hành lang đó. Sau này tôi có hỏi thì mẹ cho biết nhà này trước nhà này trước đây là của một chủ người Hoa. Con gái của bà chủ đó đã treo cổ tự tử ở ngay cái lầu ba. Cho nên mẹ tôi thường hay thấy thấy có cái bóng đen cứ dần dần đi lại ở giữa các tầng lầu. Rồi thì vài người ở khu nhà này cũng kể lại cho mẹ tôi nghe là chuyện họ thấy. Có cái bóng khi thì đen, khi thì tròn cái áo trắng bay lẫn giỡn ở hành lang các tầng lầu. Rồi thêm chuyện thằng Thảo ở tầng 1 lên tầng 3 chơi. Lúc đó nó có 12 tuổi à. Không biết nó ngồi làm sao mà lại té từ hành lang tầng 3 xuống tầng 2 mẹ nó khóc hết nước mắt cứ tưởng nó chết mai sau vẫn cứu được nghe đâu nó bị dập thận và bầm dập bên ngoài chứ không có gãy tay gãy chân gì hết còn dưới đây là những câu chuyện nhỏ mà ở chỗ tôi làm việc phải nói cái chỗ tôi làm nó xảy ra đó là nơi mà công ty của tôi thuê mặt bằng để đặt trụ sở văn phòng nó cũng mới đây thôi khoảng thời gian từ năm 2015 cho tới năm 2017. Công ty tôi làm thuê nhà để công ty tôi làm đó thì thuê cái nhà này để đặt văn phòng. Đó là một căn biệt thự ba tầng ở đường Nguyễn Xí Bình Thạnh. Khi mà lúc mới dọn đầu tới thì tôi đã nhìn thấy có những cái cuốn kinh Phật bằng chữ Thái của khách thuê trước bỏ lại ở căn phòng trên tầng 1. Thì tôi có hỏi chủ nhà thì được biết cái người thuê trước đó là một người làm trong cái đoàn làm phim của Thái Lan. Thì họ thuê ở đâu chừng một năm thì sau đó trả nhà lại. Trước khi công tôi thuê, trước khi mà công ty của tôi thuê thì căn biệt thự này đã bỏ qua gần ba năm trời. Công ty của tôi ký hợp đồng với một công ty bảo vệ để họ cho người đến trực coi như 24 trên 24 ở căn biệt thự này. Cái người bảo vệ đầu tiên, ông ta tầm khoảng cái chừng 45 đến 50 tuổi. Thì ông ta trực tại điểm, địa điểm này khoảng 10 ngày trước khi công tôi, ty của tôi hoàn tất việc chuyển dời và sắp xếp đồ đạc bằng ghế tủ kệ dọc căn biệt thự trên. Một bữa đó ông cũng uống ngà ngà rồi, thì ông mới đến điểm trực để ngủ đêm. Thật ra thì cái căn biệt thự này ở một khu cực kỳ an ninh, tại vì nó ở chung khu phố với phó giám đốc công an thành phố nên nói trực chứ thực ra thì lên ngủ cho có để mà coi như giữ nhà thôi thì ông đến đó ông ngủ đến khoảng hai ba giờ sáng thì không hiểu sao ông gọi điện thoại cho công ty bảo vệ của ông, kêu đổi người ông phải đi về tại vì ông không muốn trực ở cái điểm này nữa người ta hỏi lý do tại sao thì mới nghe ông kể lại là ông đang ngủ thì ông bị ma đè đè đến độ la không được rồi đến khi ông mở mắt ra được thì ông nhìn thấy một cái bóng trắng toát nó đứng ngay kế bên ông hùng vía lên mây hết tỉnh cả ngủ bật dậy mở đèn rồi gọi điện thoại kêu cầu cứu rồi có một anh bảo vệ khác ảnh đến ảnh trực ở đó khi đang ngủ cũng khoảng chừng 1 đến 2 giờ sáng một cái tiếng hét bên tai của anh thiệt lớn luôn điếc cái lỗ tai anh mới bật mình ngồi dậy anh cầm đèn anh đi kiểm tra thì không thấy gì hết rồi nằm xuống mà liêm diêm ngủ nhắm mắt lại thì nghe hét bên tai nữa thế là anh không dám ngủ thức luôn cho đến sáng rồi có một anh khác đến trực ở đó ngủ trên cái ghế bố dài đến nửa đêm thì bị lay chân thức dậy thì ai cũng vậy khi bị lai chân thì cái phản ứng tự nhiên là nhìn xuống chân mình thì anh thấy có cái bóng trắng tóc xỏ dài đang đứng nhìn ảnh ảnh sợ quá anh mới kéo mền lên che kính mặt rồi đọc kinh chúa liên tục đến sáng luôn mà không dám ngủ lại không biết là trong thời gian anh kéo mền trùm kính đọc kinh đó thì cái bóng trắng tóc xỏ dài mà đứng nhìn ảnh bên ngoài có tiếp tục đứng đó hay không thì ảnh không biết rồi có một anh khác cũng là một anh bảo vệ mà ảnh là lính bộ đội xuất ngũ mặc dầu đi để mà trực để mà canh chừng dù là bộ đội nhưng mà khi đi làm ảnh cũng mang theo cuốn thánh kinh và ảnh đọc suốt trước khi ngủ vì không bao giờ anh ngủ trước 2 giờ sáng. Phải nói cái chuyện bị ma đè trêu chọc như vậy hầu như cái người bảo vệ nào mà đến trực ở căn biệt thự này đều bị cả. Mà không phải là chỉ có người trung niên bị đâu. Ngay cả mấy anh 23, 27 tuổi cũng bị nữa. Cho nên cứ khoảng tháng là có người mới đến thai tại vì những người cũ sợ quá. Có người mất ngủ liên tục nên cứ vậy mà sinh đổi chỗ trực. Cho nên cái nơi trực thì chỉ có một Mà cái số người luân phiên Thay đổi trực Thì hết người này đến Rồi lại đi Rồi đến người kia đến Phải nói là nhân viên của công ty tôi thường nghỉ trưa ở tại chỗ. Thì sau khi ăn trưa xong thì mọi người tranh thủ ngã lưng khoảng 10-15 phút trước khi bắt đầu làm việc buổi chiều. Thì theo như thường lệ cô Tiếp Tân vào cái phòng thư viện của công ty. Phòng này thì chỉ có bộ bàn họp với mấy cái kệ sách tư liệu thôi. Thì nơi đó không có ai hết, cho nên buổi trưa con mình cô, cô mới kéo cái ghế để nằm đỡ 10, 15 phút ngủ trưa. Trong khi cô đang ngủ thì thấy chân mình bị khiều khiều. <laughs> cô tưởng chị tạp vụ treo mình nên mới nói, Thôi nha bà, để tôi ngủ một chút đi. Miệng nói nhưng mắt vẫn nhắm, vì chị nghĩ rằng chị tập vũ sẽ không có làm nữa Nhưng mà chân của chị vẫn bị khiều tiếp Lần này thì chị mở mắt ra nhìn Không thấy ai hết Mà cửa phòng vẫn khép Ủa vậy thì ai vậy kìa Thế là chị lật đật ngồi dậy chạy ra Nhìn ở phía nhà ăn gần đó tìm chị tập vũ để hỏi Nãy bà vô khiều chân tôi hả? thì lúc đó chị Tập vụ cũng đang nằm ở một cái ghế gần bàn ăn trả lời, đâu có em nằm đây nãy giờ mà. Thì cổ mới hỏi tiếp, vậy bà có thấy ai đi ngang qua phòng thư viện không? Tại vì ai mà muốn đi qua thư viện thì đều phải xuống lầu và đi ngang cửa phòng ăn thì mới ra sảnh qua thư viện. Thì chị đã trả lời, bữa nay anh giám đốc ra ngoài tiếp khách từ sớm rồi. Cả văn phòng có con còn có mình em với chị à? đâu có ai đi qua đâu. Thế là bà mới nói, tôi mới bị ai khiều chân. Tôi cứ tưởng bà không à, vậy thì ai vậy ta? Thôi, tôi ra ngoài nằm không vô thư viện nữa. Cái chuyện này nó xảy ra với cô Tiếp Tân đó không phải một lần đâu. Cô bị ít nhất là hai lần mà hai chỗ khác nhau trong thư viện và ngay tại bàn làm việc của Tiếp Tân cũng cách thư viện không xa đó. Còn câu chuyện này xảy ra khi cả văn phòng tập trung ăn trưa ở trong nhà bếp. Thì ăn khoảng chừng được 15 phút thì anh sếp, anh chạy xuống anh hỏi. Lan ơi, nãy em gọi anh hả? Lan mới nói dạ đâu có đâu. Em xuống để ăn cơm lâu rồi mà. Ông mới nói uống sao kỳ vậy kìa. Anh đứng ở ngoài ban công thì nghe tiếng gọi sau lưng anh và tiếng chân đi xuống cầu thang luôn mà. Thì trong khi mọi người đã ở dưới phòng ăn và không ai ở trên lầu, khi sếp nói luôn ổng thì khăng khăn, ổng khăn, nghe tiếng gọi và tiếng chân người rất rõ nên cứ thắc mắc hoài. Không biết ai đã gọi mình và tiếng chân đó là của ai nữa. Một câu chuyện khác là có liên quan đến con nhỏ Lan. Con nhỏ Lan thì hôm nay nó ở lại văn phòng để làm à, chứng từ kiểm toán. Lúc đó thì cũng cỡ gần khoảng 6 giờ chiều rồi. Mọi người thì đã đi về hết. Rồi... Cái thời gian sau làm việc là 5 giờ chiều Mọi người về Thì bây giờ nó còn có một mình nó ở lại để ráng làm xong việc thôi Tự nhiên nó nghe gõ cửa Cọc 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 Tiếng gõ cửa 3 tiếng đều đặn Mà lặp lại hai lần như vậy Thì nó mới ngẩng đầu lên nó nghe Thì không có nữa Rồi nó cúi xuống nó tiếp tục làm việc Khoảng 5 phút sau thì tiếng gõ lại vang lên Mà Cả văn phòng đã về hết rồi, đâu có ai ở đây. Tại sao lại có tiếng gõ cửa? Nó mới đứng dậy ra mở cửa, nó nhìn ra hành lang thì cũng chẳng có ai. Lúc đó hành lang thì tối thui, nên nó ra bật đèn lên. Xong vào, nó đóng cửa làm tiếp. Thì lúc đó hành lang đèn bật sáng rồi. Đóng cửa là tại vì phòng có máy lạnh nên nó phải đóng cửa lại. Lúc đó nó cũng hơi, hơi sợ sợ. Nhưng mà nó nghĩ thôi, còn chút xíu ráng làm cho nó xong rồi về. Nó ngồi nó làm được khoảng 10 phút, thì lại tiếng gõ cửa cọc 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 vang lên nữa. Phải nói lần này nó sợ thật sự. Tại vì cả văn phòng về hết rồi. Mà hồi nãy ra không có ai, bây giờ bật đèn sáng hết. Thôi nó quăng hết bút viết, bật dậy, nó mở cửa, nó chạy luôn xuống lầu. Khi nó chạy xuống đến tầng trệt thì Lúc đó anh bảo vệ thấy mặt nó có vẻ hốt quảng mà Hỏi sao vậy cô Lan Nó im lặng nó không nói gì hết Nó chạy ra anh dắt xe đi luôn về Qua ngày hôm sau khi đi làm Nó mới kể lại cho mọi người, người nghe Lúc mà cái bữa ăn trưa Nó nói lúc nó chạy xuống lầu là người nó run bần bật rồi Sợ đến nỗi là Nó không nhớ phải thay cái đôi giày Tại vì nó ngồi làm nó bỏ đôi giày ra Nó mang đôi dép lào Thế là nó mang luôn đôi dép lào ở dưới chân nó về luôn đó là tạm thời con chỉ nhớ những chuyện đó vì nó xảy ra trong thời gian gần đây. Sau này con nhớ nữa thì con sẽ viết tiếp để gửi cho chú đọc cho mọi người nghe. Còn cảm ơn chú đã đọc thư và chúc chú nhiều sức khỏe, trân trọng. Ký tên Julie Quỳnh gửi từ Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa nghe qua những câu chuyện mà các bạn đã trải nghiệm, đã chứng kiến hay đã nghe kể lại và gửi về cho Việt Thảo qua địa chỉ email mcvietthao@yahoo.com để kể lại cho quý vị và các bạn nghe. Phải nói mỗi câu chuyện là một nội dung khác nhau. Có thể những địa điểm khác nhau hoặc cho dù địa điểm có giống nhau, ở nơi xảy ra giống nhau nhưng nội dung câu chuyện và cái cách kể hành văn cũng khác nhau tùy theo mỗi người. Ở nơi đây, mỗi một câu chuyện không phải là một sự sáng tác của những tiểu thuyết gia hay là những nhà viết văn lỗi lạc. Và mỗi câu chuyện là câu chuyện thật, chứ nó không phải được hư cấu như những truyện tiểu thuyết kinh dị. Cho nên, cái độ sợ hãi và rùng sợn của nó không giống như là điện ảnh hay là truyện tiểu thuyết. Chỉ có điện ảnh và truyện tiểu thuyết mới có thể tạo nên những nỗi kinh sợ cho con người khi thưởng thức nó với sự phối hợp của âm thanh và âm nhạc. Cho nên, những câu chuyện tâm linh các bạn gửi về vừa nghe để chúng ta có thể vừa giải trí, vừa biết thêm được những sự việc xảy ra chung quanh chúng ta mà những người bạn đã chứng kiến và kể lại cho chúng ta nghe. Mong rằng kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam là nơi tập trung những câu chuyện mà các bạn đã gửi về. Và Việt Thảo chỉ là người làm nhiệm vụ giới thiệu những câu chuyện của các bạn gửi về để mọi người biết đến và chúng ta lưu giữ lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Và Việt Thảo mong rằng các bạn cũng giới thiệu cho nhiều người biết đến để nhiều người có cái thêm cái phương tiện để giải trí qua những câu chuyện tâm linh Việt Nam. Chúc các bạn có giấc ngủ ngon và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chuyện bên lề kế tiếp. Thank you and I love you.